Đây. Công thức tôi vui rồi. Đâu, tờ giấy số đâu, tờ giấy số đâu, từ tờ giấy số đâu. Đây, đây dùng tờ giấy số nha mọi người, đây. Anh bạn sử dụng tờ giấy số để khui, cho biết. Lên này không? Lên nè. Lên. Thành bài tài kiến anh. Thế lắm. Thế dữ lắm. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cao Anh Trung. Hôm nay mình có ghé nhà Công Thức TV nhậu giao lưu chứ anh em. Thì Công Thức TV mọi người biết rồi là có khả năng khui bia rất là hay. Tuy nhiên đây là Công Thức TV đây mọi người. Mày là Công Thức TV đó. Nhậu nãy giờ rồi. Hôm nay thì có một anh bạn ở Sài Gòn xuống thì cũng học được nhiều chiêu khui bia. Nói chung là không biết là học hay không, nhưng mà là cảm nhận được là có thể khui được nhiều theo nhiều cách khác nhau. Bây giờ á thì bây giờ anh có thể là khui bia bằng ba chiếc đũa cho anh em xem được không? À ba chiếc đũa lâu quá ông thôi, ngon khác đi. Ông quẹt, ông quẹt khui kiểu đứng nè. Rồi. Có ông trong giường ông khui con mắt. Bây giờ có ông á là trong giường là khui bia bằng con mắt nè. Đây. Nhưng quan trọng khui xong là cái gì rớt ra. Nằm nhẩm khui bia được đứa kìa. Rồi, anh có thể giới thiệu anh tên gì được không anh? Em tên Bạc. Anh Bạc á, tay cơ Bạc là hợp lý luôn rồi. Nghe bạn là tay cơ xanh. Rồi. Ok. Bây giờ mình 1 2 3 vô cái để chúc mừng cái ai? Anh em hội tụ. 1 2 3 vô. À, bây giờ mình mời anh Bạc có bạn Bạc của mình là khui bia bằng cái áo quẹt. Cái áo quẹt đứng nha. Đứng chứ không có bật. Không có bật. Đây mọi người. Qua nhỏ. Gì chứ là mặc gì thì dễ rồi đúng không? Rồi. Cô gì? Rồi. Ok, quay luôn phải không? Rồi, đã quay đó. Ừ. Yeah. Không nổ. Ra đây nha mọi người. Không nổi mà ra rồi. Không nổ hả? Không nổ. Để khui nổ đi. Để khui ngô bằng nắp chai đi. Khui bằng nắp chai giống. Khoan. Nắp chai. 1 2 3 khui nắp chai. Đây. Sao nó nổ ta? Bia này mới. Chai thứ hai nha. Anh chai thứ hai là khui bằng nắp chai. Dạ à, thế thứ ba anh Bạc có thể khui bằng cái gì ta? Cái gì ta? Nói. Chung là chưa bằng công thức cái là nó nổ, công thức khui là nổ. Công thức đúng. Đây là công thức đây. À khui kêu đúng. Bang lên kia kìa. Bạc cái nón là mọi người, nón này đó. Nó. Không nổ luôn. Không nổ ta. Quấn ra. Nhưng mà chưa có nổ thôi. Này do chắc chưa mới năng nên chưa có nổ. Nhưng mà anh Bạc mình có thể là uống một hơi là hết một chai bia. Chết rồi. Các bạn có giống tin là anh Bạc mình uống một hơi hết chai bia không? Không hết nổ đâu. Không hết nổ đâu. Được ba kiểu ba chai hả? Đó, ba chai còn kiểu nào nữa ta? Ừ. Cái gì lạ lạ đó. Khui bằng mắt không? Khui bằng cái gì? À bây giờ mình sẽ khui bia bằng tờ giấy số cho anh em xem. Nổ quá. Sư phụ mình khui đi. Bạn ơi, bạn cầm một tờ, mình cầm một tờ. Bây giờ anh em mình sẽ thi đấu khui bia bằng tờ giấy số nha. Rồi. Đây là trận đấu bắt đầu. Mọi người đã từng thấy Công Thức TV khui bia bằng tỷ số. Hôm nay mọi người sẽ chứng kiến tại bàn nhậu này giữa Công Thức TV và anh Bạc. Bạc sẽ thực hiện dùng tờ giấy số này, đây này, tờ giấy số này. Đây tờ giấy số. Công Thức TV dùng tờ giấy số. 2 tỷ đó. 2 tỷ nha, bỏ luôn đó. Bỏ. 2 tỷ này xem như bỏ thôi. Còn đây là chỗ anh Bạc đang dùng một sự trợ giúp. Là xếp tờ đèn. Đó là xếp tờ giấy số. Đây, rất là chăm chú. Nó sao ta xếp kỹ, mình xếp kỳ vậy ta? Nó thành công không hay không là rất là quan trọng mà từ chỗ mà xếp tờ giấy số nó như thế nào. Cố lên không, bữa nay mà lên được là mình qua sư phụ mình luôn á. Rồi cho mình xin chai bia. Đây bia. Đây bia cho bạn Bạc khui trước không, mình khui trước. Khui trước đi. Trước nha. Rồi xong. Đây. Công thức tôi khui rồi. Đâu tờ giấy số đâu, tờ giấy số đâu, từ tờ giấy số đâu. Đây, đây dùng tờ giấy số nha mọi người, đây. Công thức tôi dùng tờ giấy số. Không có tờ giấy số, nãy là như bỏ xuống nước hay vậy á. Nước làm hai. Nước trước rồi. Đây, tờ giấy số. Rồi, bây giờ là sẽ là anh Bạc sử dụng tờ giấy số.
để khui cây bia. Lên đây rồi, lên nè. Lên. Thành bài tài kỹ năng thế lắm. Thế dữ lắm. Không được. Đó, khui lại. Không được, làm lại. Ừ, làm lại còn nhiều mà. Tao bên lên là lên liền đâu. Nói chung là mình cũng mới học hỏi thôi cho mấy bạn thông cảm. Tay chân nó còn run quá. Cố lên. Không được lần thứ hai. Cho mượn tài giấy số đây. Cho mượn cái đó luôn. Đó, để đó luôn, để nguyên nó luôn. Đây đây, bây giờ công thức sử dụng tờ giấy số đã xếp được rồi. Công thức sẽ khui cái giấy này. Số có đoạn bạc mình luôn nha. Ra luôn rồi. Đây. Cũng mình tờ số là cảm ơn mà ảnh của mình đã xếp lại rồi. Tài thấy không? Sát. Tờ số còn nguyên nha, không rách nha. À. Đây. Thôi đệ tử được vậy cũng mừng rồi. Sư phụ cũng mát mặt rồi. Vô mà bye bye vô nè. À, bye bye tạm biệt mọi người. Thôi tạm biệt mọi người nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Chào mọi người. Tụi mình bây giờ tiếp tục nhậu đây.